Ok, xin chào anh em, thì hôm nay mình sẽ làm video về một cái cách là chuyển IP sang tên miền. Thì hầu như thì giả thuyết như thế nào thì hầu như ai vào server sẽ đều bằng vào bằng IP này. Để mình chút nha. Check IP. Đây. Hầu như ai vào sẽ vào bằng IP này đúng không? Đúng không? Chắc chắn nha. Rồi thì ta sẽ chuyển sang như là tên miền, như là gì nhỉ, min.com. Đó, đây là tên miền nào, đúng không, chắc chắn đúng không? Thì ta sẽ được tên miền miễn phí thì tùy loại thôi. Ok, thì vấn đề chính thì mình sẽ hướng dẫn luôn. Free mon đây. Cái này ta sẽ cần phải chuyển cái này nhá. Ta sẽ lấy cái IP này. Mở cái này lên. Đây, ta sẽ dùng cái này. Ta sẽ vào cái này và ứng vào IPv4. Ta sẽ chuyển sang cái này và dán nó vào đây. Dòng dừa sẽ dán ở dưới. Nếu ta không dán thì ta sẽ không thể chạy được tên miền này. Ok. Là vấn đề chưa? Thì đầu tiên thì ta sẽ cần tên miền, ta sẽ ghi là IP chúng ta đây, ví dụ mình cần là kaioken.tv hoặc là zero. Xong, ok, đây ta sẽ kiểm tra tên miền. Đây nó sẽ có tên miền là tkmlgacfs gq. Xong thì những có những tên miền này thì đều là có tiền hết nhá. .com.net là phải mất tiền. Đây thì mình sẽ chọn cái tk này, nó sẽ như thế này. Ta sẽ ấn nó thanh toán. Đây, thanh toán. Ok, đã, ai không nghe rõ bật mắc mic lên nhá. Mặc định nó sẽ cho 3 tháng miễn phí thì ta sẽ chuyển sang 12 tháng miễn phí nhá. Ok, ta sẽ ấn vào tiếp theo, nó sẽ có tên miền như thế này. Ok, đây nó sẽ bắt ta phải đăng nhập vào một cái nào đó, thì ta sẽ dùng Gmail ảo. Nếu mà người làm mà dùng dùng trong 12 tháng luôn mà không không cần phải làm gì hết thì ta sẽ vào cái này. Mai là 10 phút. Nếu mà mình nói vừa lợi thì mình nói to to dè dè nào thì anh em bật nhỏ mic lên một chút nhá, bởi vì thì mình bật mắc mic nên nghe cho nó rõ rõ chút, và mình ít khi mình nói to lắm. Đây là thành viên trong nhóm của mình quảng cáo server đây, thì hiện tại mình là người làm file. Đây ta sẽ dán nó vào đây. Nhìn nhỉ? Mai là ảo. Cái này là cái gì? À, cái này mình biết rồi. Mình sẽ liên lạc cho kênh TV Checkpoint. Mình nhớ gấp nào là mình dùng cái này một lần rồi. Ok, ta sẽ chuyển dạng sang cái này. Đây chắc là sẽ được rồi. Nếu mà không thích lằng ngoằng thì anh có thể đăng nhập link Google. Mình sẽ đăng nhập bằng link Google nhá. Nó lằng ngoằng quá đi mất luôn. Xong, ok. Đây là chuẩn bị xong rồi. Đây, nó sẽ chuyển sang một dạng như thế này. Đăng ký tên miền này cũng khá là đơn giản. Đây ta sẽ dịch sang tiếng Việt này. Không còn dịch. Ok, đợi mình một chút, mình vào đây. Rồi.
Đây nó sẽ bảo ta ghi như thế này. Công ty ta ghi lại được nha, mình ghi là kênh TV. Địa chỉ là Hà Nội. Hoặc là mình ghi là City được. Mạng bưu chính thì mình ghi Linh Tịnh được. Đây. Thành phố đây. Rồi. Số điện thoại ghi Linh Tịnh được. Xong. Ta sẽ không cần phải gì nhỉ? Ta sẽ không cần phải cái gì ạ? Lỗi gì nhỉ? Đây đang xác thực. Sẽ rất là lâu, do mình nếu không tin thì mình sẽ cho xem luôn. Máy mình rất là cùi, đấy, con chip mà đã chiếm rất là nhiều rồi. Đây có thể đợi đợi nhá, nó đang hiện cái này thì phải đợi. Mình sẽ cho xem một chút. Từ lâu thế là sao nó bắt mình phải xác thực cái này nhỉ? Xong. Ok. Vấn đề chính bây giờ thì ta sẽ vào vấn đề chính như này. Ấn vào tên miền của tôi, ok. Rất là mệt. Ấn vào quản lý tên miền. Ok. Ta sẽ ấn vào quản lý ADFROM. Đây, cái này. Nó sẽ có một cái dòng như này thì ta sẽ ghi là Minecraft thế nào được. Mục tiêu chúng ta sẽ là check IP. Đây. Ta sẽ lấy cái IP của chúng ta thay vào. Ok. Làm rất là mệt. Mình cũng không muốn làm lâu. Ok. Ta sẽ ấn vào lưu thay đổi. Xong, nó đã bảo lưu thành công. Chúng ta hãy đợi vài phút để nó kiểm tra. Ok. Ta sẽ mở Skyward này lên. Hiện tại thì anh em thông cảm chút nhá. Hiện tại mình đang có ý định là fake Skyward Hisel hiện tại. Đã. Một người đã đăng ký của mình thì người này đã nhờ mình. Ok bạn. Thế người này người ta nhờ mình, thế là bây giờ mình mới làm ra thông cảm chút. Rồi ok, ta sẽ vào checkpoint. Port ok. Thông cảm bạn Huy Huy gì đấy nhá. Thì mình ít làm lắm. Đây. Thì nào ta sẽ ghi là tên miền của mình là rerogames.youtube.tk nhá. Mình ghi đúng rồi. 25565 ok go
Vì thế là mình còn làm bot chưa? 192. Đợi mình chút thì hiện tại là người ta thay. Đó, thấy chưa? Rồi mình sẽ xóa nó đi. Và mình sẽ check là xem ở đây mình thêm lại con như là IP. Còn mình kéo gì thôi. 5565 25565 25565 192.168.1.90. Ok, đã chuyển sang dạng bot này. Ok, thêm nó vào. Ok, x check lại. Mình ghi sai tên miền thì sao vậy? Array long. Mình nghĩ là mình làm sai sai nào ấy, bởi vì chỉ cần là tên miền mình sai. Mình nhỉ? Mình sẽ xóa lại đi cho nó loát. Đây. Đã check lại lần nữa là ta lấy IP tên miền. Đây. Làm nó vào đây. 25565. Xem nào. Mình sẽ xem tên miền gốc của mình. Nó đang mở. Và mình chả biết nữa là nó bị lỗi gì. Nó đã báo là đã kích hoạt. Và mình không biết là mình làm gì sai ở chỗ này. Tiêu sang mình thử sang đây xem nào. Mình thấy là mình làm đúng à đây. Sorry. Đây cái ở dưới sao ấy. Mình có chắc chắn là cái ở dưới hay không? Lằng ngoằng lắm. Thế là đúng hay không? Vấn đề của mình hiện tại là có đúng hay không chứ? Đây, đợi mình chút nè. Nó sẽ mất rất là nhiều thời gian là nó kích hoạt tên miền của mình. Ôi nhề. Tao ghi là cái này để trước mình chơi sai là đây. Xóa cái này đi. Mình lại kia tên là gì vậy này? Tên là mình không biết là cái gì. Giờ mình chốt cả thì mình không chắc chắn là mình làm đúng hay không. Ok. Đợi 5 phút là nó kích hoạt. Ok. Đợi 5 phút kích hoạt nhá. Mình sẽ stop video. Ok. Ok, mình quay trở lại đây thì hiện tại là đã mở được rồi. Ok, mình sẽ cho bạn check lại nhá. Ở đây rồi, ok. Mình đợi rất là lâu rồi thì nó mất thời gian để kiểm tra nhá. Đây, open đúng không? Chắc chắn rồi đúng không? Mình chắc chắn luôn mọi người nhá. Mệt quá rồi mất. Muốn đập vào lão chúng nó. Đây, không có gì thay đổi hết nhá. Đây. Cái IP vẫn thế, lên mà không tin cứ là tua ngược lại video nhá. Đây, Dero Game YouTube đây, sao chép vào lại. Làm nó sang đây. Đây, 25565 bác gốc đây. Bạn làm okay. Rất là ahihi đồ chó. Đợt này. Chúc bạn thành công, bye bye.